có thể bạn chưa biết, việc sử dụng hóa chất và kháng sinh đem lại rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn trong nuôi tôm. Quan điểm mới của Bình Minh là nói không với việc sử dụng kháng sinh và hóa chất trong nuôi trồng thủy sản. Diệt khuẩn có thật sự diệt hết vi khuẩn có hại? Và điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta diệt khuẩn? Tại sao chúng ta diệt khuẩn rất nhiều lần trong suốt vụ nuôi, nhưng vi khuẩn có hại vẫn phát triển và gây bệnh? Vậy, phương pháp nào để kiểm soát vi khuẩn gây bệnh tối ưu nhất? Mời bà con cùng Bình Minh tìm hiểu vấn đề này nhé! Như chúng ta đã biết, trong ao nuôi bình thường luôn tồn tại hai loại vi khuẩn, đó là vi khuẩn có lợi và vi khuẩn có hại. Thứ nhất là vi khuẩn có lợi. Vi khuẩn này làm nhiệm vụ phân hủy chất thải hữu cơ, thức ăn dư thừa giúp cải thiện môi trường ao nuôi và tăng cường hệ miễn dịch cho tôm. Thứ hai là vi khuẩn có hại. Vi khuẩn này phát triển rất nhanh khi môi trường ô nhiễm, đồng thời tiết ra các độc tố gây hại cho tôm với một số bệnh thường gặp như lỏng ruột, phân trắng, mất màu gan, chậm lớn, đốm đen. Tùy thuộc vào điều kiện môi trường ao nuôi khác nhau và sự chênh lệch giữa vi khuẩn có lợi và vi khuẩn có hại cao hay thấp khi sử dụng hóa chất diệt khuẩn. Hóa chất diệt khuẩn sẽ làm môi trường nước không ổn định, ảnh hưởng đến sự phát triển của động vật nuôi, mất cân bằng hệ vi sinh vật trong ao nuôi. Hầu hết, vi khuẩn có lợi sẽ bị tiêu diệt. Trong khi đó, các vi khuẩn có hại hình thành màng biofilm để bảo vệ cơ thể. Màng biofilm này giúp cho vi khuẩn có hại chống lại sự xâm nhập của hóa chất vào cơ thể và vi khuẩn vẫn tiếp tục phát triển ở bên trong màng. Sau khi nồng độ hóa chất diệt khuẩn giảm thấp thì vi khuẩn có hại thoát khỏi màng biofilm ra ngoài môi trường và phát triển với mật số cao hơn lúc ban đầu, tăng độc tính, tăng khả năng gây hại đến tôm nuôi. Từ đó cho ta thấy việc sử dụng hóa chất để diệt khuẩn trong ao nuôi tôm sẽ không tiêu diệt hoàn toàn được vi khuẩn có hại, mà ngược lại làm tăng độc tính, tăng khả năng gây hại và ô nhiễm môi trường ao nuôi. Hiện nay, phương pháp hiệu quả nhất là dùng vi khuẩn có lợi mật số cao để lấn át và ức chế vi khuẩn có hại. Vậy, lấn át và ức chế là như thế nào? Khi ao nuôi không sử dụng hóa chất, vi khuẩn có hại không hình thành màng biofilm và độc tính gây hại thấp. Khi đó, ta dùng vi khuẩn có lợi mật số cao bổ sung liên tục hoặc định kỳ vào ao nuôi. Vi khuẩn có lợi sẽ tăng nhanh mật số, cạnh tranh thức ăn, nơi ở và chiếm ưu thế cao hơn vi khuẩn có hại. Từ đó, làm cho vi khuẩn có hại mật số giảm và giảm khả năng gây bệnh trên tôm nuôi. Vậy, vi khuẩn có lợi mật số cao được cung cấp từ đâu? Hiện nay, công ty Bình Minh đang có dòng sản phẩm vi khuẩn có lợi mật số cao BioBase, BioPlus, tạo vi sinh mật số cao, chuyên xử lý nền đáy ao, ổn định môi trường nước, xử lý các loại khí độc có trong ao như NH3, NO2, H2S, phân hủy các chất thải, chất hữu cơ, thức ăn dư thừa lắng tụ ở đáy ao. Hiện nay, mô hình nuôi tôm bằng vi sinh đang được sử dụng phổ biến và hiệu quả. Thực tế cho thấy, sử dụng vi sinh sẽ hạn chế chi phí đầu tư và giảm thiểu rủi ro về sức khỏe tôm nuôi. Thông qua chủ đề này, công ty Bình Minh hy vọng cung cấp được đến người nuôi một số thông tin hữu ích. Mọi nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật xin vui lòng liên hệ qua hotline 1900 86 68 69. Chúc bà con có một vụ mùa thành công.